tinh bột biến tính thì liệu rằng nó có hại đến sức khỏe con người hay không? Thì tôi xin trả lời là không. Tinh bột biến tính thì nó cũng giống như các loại tinh bột thông thường mà chúng ta hay sử dụng hàng ngày. Vì sao nó được gọi là biến tính? Tại vì nó đã trải qua một trong những giai đoạn phá vỡ cái cấu trúc, đúng không? Thay đổi cấu trúc để có thể là giúp cho cái thực phẩm của anh chị nó có thể là nó có tính giòn, dai, có bề mặt nó sáng, mịn và giúp cho thực phẩm chúng ta có thể ngon hơn hoặc đẹp hơn. Đối với chúng tôi thì chúng tôi cung cấp rất nhiều những cái loại tinh bột biến tính và chúng tôi được đánh giá là một trong những doanh nghiệp mà có nhiều những cái mã sản phẩm tinh bột biến tính hàng đầu của Việt Nam, và gần như những sản phẩm chúng tôi thì đều sản xuất trong nước, đúng không ạ? Thông thường những cái sản phẩm đặc biệt như là E1442 hay là E1440 hay là E1450 thì đây là những dòng sản phẩm mà thông thường những nhà máy sản xuất thực phẩm chế biến ở Việt Nam thông thường sẽ nhập từ các quốc gia khác, có thể là từ châu Âu, có thể từ Mỹ. Tuy nhiên đối với chúng tôi thì chúng tôi đã phát triển được ra những giải pháp để có thể sản xuất những cái loại tinh bột biến tính này trực tiếp tại Việt Nam, có thể cung cấp cho quý anh chị với mức giá nó rất là cạnh tranh, đúng không? Và chất lượng nó cực kỳ cao, tại vì chúng tôi cũng đã xuất khẩu đến rất nhiều những thị trường khác nhau, trong đấy thì có châu Á, châu Âu, đúng không ạ, và châu Phi, đúng không ạ? Rất hy vọng được hợp tác với quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.